Chào mừng quý vị khán thính giả để đến với bản tin sóng TV ngày hôm nay. Tàu chiến Trung Quốc bị chiến hạm Mỹ đánh chìm, Việt Nam là 200 quả đại pháo, chết không còn một tên. 10 chiến hạm Mỹ đâm chìm tàu chiến Trung Quốc trên vùng biển Việt Nam, sự đối đầu căng thẳng. Kính thưa quý vị và các bạn, về tình hình biển Đông rạng sáng ngày hôm nay, tàu chiến Hoa Kỳ đâm chìm tàu Trung Quốc trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Mời quý vị và các bạn lắng nghe và cập nhật bản tin mới nhất của chúng tôi. Trung Quốc đã lọt lòng cháu trở, nói một đằng là một nẻo, dựng chuyện ngậm máu phun người, ném đá giấu tay, bành trướng báo quyền, ý mạnh hiếp yếu tra đạp luật pháp quốc tế, muốn chiếm Biển Đông thành của riêng mình. Nghề của họ xưa nay đơn cứ như việc hứa không quân sự hóa Biển Đông nhưng vẫn cố tình lơ gặt để làm Mỹ nên sang phán các đảo như. Đã từng tuyên bố lúc đó Biển Đông sẽ bình yên, Trung Cộng phải trả giá cho tham vọng và sự ngôn cuồng của họ, thách thức cả cộng đồng thế giới cho dù đất nước có giàu mạnh cỡ nào trung quốc đã và đang tiếp tục thái độ đó với cả nhân loại và đương nhiên họ sẽ nhận những phản ánh cùng sự xa lánh của cộng đồng thế giới văn minh hôm nay không phải vô cớ mà Hoa Kỳ cùng các quốc gia đồng minh cùng nhau xích lại gần hơn, bắt tay nhau cấp sức để trừ khứ một cuồng máy hung hăng bất chính và cuồng ngông bởi lẽ họ đã thấy được xã tầm của bọn tham lam hùng tán và ích kỷ trong quá khứ chung sống trung cộng đã lợi dụng lòng nhân đạo và sự cưu mang của các nước với các chính sách nhân bản đẩy nhân phẩm để cùng nhau phát triển trong hòa bình mà quyền lực làm người được đặt làm trọng tâm để thúc đẩy xã hội tiến lên dân chủ tự do cho cuộc sống đầy ý nghĩa, xuyên suốt quá trình lịch sử của nhân loại. Ngoài nền văn minh cổ đại xa xưa, thì thầy cần đại Trung Cộng không có bất cứ đồng góp nào có giá trị cao cho nền khoa học kỹ thuật dựng nên một xã hội. Để trách nhiệm của mỗi công dân cũng như không có đồng góp nào đáng kể về mặt từ thiện cho những thảm họa đã xảy ra trên thế giới, mà thái độ của họ chỉ muốn chăm sóc cho bộ lông của riêng mình như một loài thú hoang theo bản tiếng cơ bản chế theo từ hoa lục khi đảng cộng sản cướp được chính quyền cho đến nay lũ phô thần này chẳng những xem dân chúng là cỏ rác mà còn xem thượng đế cũng chẳng ra gì để rời một ngày không xa chúng sẽ thấy được luật nhân quả một cách nhắn tiền nhân sinh quan của một chế độ mà chỉ biết tiền là quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua, phát ngôn viên của hạm đội 7 của Mỹ xác nhận là khu trục hạm của Hải quân Mỹ đã ám sát nhiều đảo do Trung Quốc chiếm giữ ở khu vực Biển Đông nhằm khẳng định quyền tự do hàng hải, bác bỏ đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh chiến hạm mang theo tên lửa dẫn đường, ám sát các hòn đảo trong quần đảo Hoàng Sa hiện do Trung Quốc chiếm giữ, hãng tin Reuters dẫn lời khẳng định hành động của Hải quân Mỹ là nhằm phản đối các hạn chế tàu thuyền qua lại do Trung Quốc áp đặt cũng như không thừa nhận đòi hỏi chủ quyền phi pháp của Trung Quốc tại quần đảo này. Đài Loan cũng đòi hỏi chủ quyền ở hòn đảo này. Đây là lần thứ hai trong vòng hai tuần chiến hạm của Mỹ thách thức và yêu sách của chủ quyền phi lý của Trung Quốc trên Biển Đông. Mấy tháng trước, tàu của Mỹ đã đi qua khu vực các đảo đã tự thập đã vành khan là 12 hải lý trong quần đảo Trường Sa. Đây cũng là hai hòn đảo do Trung Quốc chiếm giữ trái phép trong vài tháng qua. Hải quân Hoa Kỳ liên tục tiến hành các hoạt động nhằm khẳng định quyền tự do hàng hải, như vậy khiến Bắc Kinh bực tức phát ngôn viên Hàm đội bảy nhấn mạnh với hoạt động này hoa kỳ muốn cho trung quốc thấy vùng biến này không thuộc chủ quyền của họ và những yêu sách về chủ quyền của trung quốc tại quần đảo trường sa là trái với pháp luật quốc tế theo một trang mạng trung quốc đã điệu các tàu chiến và các máy bay đến để đuổi tàu mỹ nhưng đã bị chiến hạm của mỹ chống cự thành công tin cực kỳ khẩn cấp rạng sáng ngày hôm nay bất ngờ tàu sân bay siêu hạng của mỹ đâm chìm tàu trung quốc ở trên miền đông để thách thức chủ quyền của mỹ bắc kinh đồng thời lên tiếng bảo vệ việt nam thưa quý vị theo thông tin mới nhất từ hãng CAA, của Mỹ cho biết vào lúc 3 giờ 30 phút rạng sáng ngày hôm nay đã xảy ra một cuộc đụng độ này lửa giữa hai quân Hoa Kỳ và một đội tàu hung dữ của phía Trung Quốc. Theo ghi nhận mới nhất từ Bộ Quốc phòng của Mỹ cho biết, cuộc đối đầu trên đã khiến ít nhất một tàu dân quân biển của phía Bắc Kinh bị đâm chìm xuống biển. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chính quyền ông Tập Cận Bình gây ra khi vào đêm hôm qua. Phía Trung Quốc lại ngang nhiên cho tàu chiến Sương Ai diệt vỏ trong vùng biển thuộc đáng quyền kinh tế, vùng lãnh hải của Việt Nam và rất nhiều tàu dân quân biển giá dạng tàu đánh cá. Quế nhiều vùng biển của Việt Nam, đó là một nhóm tàu hung dữ gồm tàu do thám, tàu dân phòng, tàu cách mạng mang theo rất nhiều vài rộng và vũ khí hàng nặng, nhìn thấy những điều nguy hiểm. Nói trên hôm qua, một tàu chiến cờ lớn mang tên lửa dẫn đường của Mỹ đã tức giận, đâm thì một tàu dân quân của phía Trung Quốc để cảnh báo đồng thời lên tiếng tiếp tục bảo vệ các nước trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Trước những mối an nguy đến từ phía Bắc Kinh, thưa quý vị, ngày hôm qua có rất nhiều tờ báo trong khu vực châu Á và một số tờ báo lớn trên thế giới đồng loạt bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc chính quyền ông Tập Cận Bình lần thứ hai tiếp tục ra lệnh cho Hải quân Trung Quốc xâm phạm nghiêm trọng vào vùng biển của Việt Nam. Một số tờ báo như Hồng Kông, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Indonesia đã cho rằng Trung Quốc đang tiếp tục có những hành động ngôn cuồng, bành trướng ở trên Biển Đông. Coi chờ bằng phúng và tổng cộng sẽ phải nhận kết quả, tờ báo Scaras của Indo cho biết bằng giờ này năm ngoái Bắc Kinh cũng đã điều nhóm tàu trên cùng một nhóm tàu gồm 20 chiếc tàu các loại mang theo rất nhiều vũ khí hạng nặng xâm phạm vào vùng biển thuộc bài tư chính của Việt Nam. Điều đó tố cáo rằng chính phủ của Trung Quốc vẫn chưa từ bỏ tham vọng độc chiếm biển Đông vào tay của Bắc Kinh bất chấp sự lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ từ các nước trong khu vực cũng như cộng đồng trên toàn thế giới, trong đó có báo Mỹ, báo Indonesia còn nói rằng Bắc Kinh không chỉ gửi tàu chiến mà còn chở theo rất nhiều vũ khí loại siêu khủng như tên lửa tầm trung và tầm xa. Quay trở lại quỹ nhớ Biển Đông, họ còn tiến hành một loạt những hành động được cho là giá oan và thủy y sức mạnh để bán nạt các nước trong khu vực đồng thời thách thức Mỹ và thách thức. Trên thế giới, bằng chứng là một nhóm tàu khác của phía chính phủ Bắc Kinh, dẫn đầu là con tàu sân bay mang tên Sơn Đông, đang tiến hành những cuộc tập trận lớn sát eo biển Đài Loan. Việc này được cơ quan phòng vệ của bờ biển Đài Loan cảnh báo hiện chính phủ của Tổng thống Đài Bắc là bà Thái Anh Văn đang chỉ đạo lực lượng không quân, hải quân, quân đội của nước này trực tuyến 24 trên 24 để theo dõi những hoạt động được cho là đang gây mất an ninh an toàn cho vùng biển của Đài Bắc. Chính phủ của Đài Loan nói rằng sẽ sẵn sàng đáp trả nếu như phía Trung Quốc có những hành động ngôn cuồng tại eo biển này được biết xung đột sự chính quyền Tổng thống bà Thái Anh Văn với chính quyền ông Tập Cận Bình liên tục xảy ra khi Bắc Kinh dám gây áp lực và muốn chiếm đóng bãi biển của Đài Loan. Hàng luật độ chính quyền của bà Thái Anh Văn về tài cho Bắc Kinh. Tuy nhiên, gần 6 năm qua, Trung Quốc vẫn chưa làm được điều này bởi vì bà Thái Anh Văn được cho là một trong những nữ tổng thống rất cứng rắn. Với phía Trung Quốc, thưa quý vị, trước những mối đe dọa hết sức nguy hiểm kể trên của chính quyền ông Tập Cận Bình, các nước trong khu vực cũng như cộng đồng trên toàn thế giới đều đồng lòng ủng hộ việc hải quân Mỹ điều tàu sân bay, tàu chiến cỡ lớn áp sát, bắt tịch thu và đánh đập nhóm tàu hải sát khảo sát hải dương địa chấn 8 của Trung Quốc ở trên miền Đông để trừ khử Bắc Kinh cô lập chính quyền ông Tập Cận Bình đồng thời triệt tiêu tận gốc thói hung hăng vô độ của phía Trung Quốc Thưa quý vị, có một nguồn tin được cho là rất mới và rất nhiều người quan tâm đã có rất nhiều thảo báo của Việt Nam đưa tin về nhóm tàu Trung Quốc sẵn sàng đâm hút vào bất kỳ con tàu nào cản trở đường đi của chúng. Trung Quốc vừa vào vùng đặc quyền kinh tế của vùng lãnh hải Việt Nam thì các cơ quan chức năng của Việt Nam đang theo dõi sát sao nhưng diễn biến và đường đi của nhóm tàu nói trên. Theo báo Pháp luật của thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vào ngày hôm qua trả lời về thông tin một nhóm tàu Trung Quốc lần thứ hai đi vào vùng biển của Việt Nam sau khi một tàu hải cánh của phía Trung Quốc đâm chìm tàu cá của Việt Nam cách đây chưa đầy 2 tuần, thì người phát ngôn Bộ Ngoại giao bà Lê Thị Thu Hằng cho biết Việt Nam kiên quyết kiên trì bảo vệ chủ quyền, quyền tài phán đã được xác lập tại Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và các lực lượng chức năng của Việt Nam triển khai các biện pháp phù hợp đúng với pháp luật duy trì hòa bình, ổn định đảm bảo tự do hàng hải, hàng không, đề cao pháp luật tôn trọng chủ quyền và quyền tài phán của các quốc gia đã được xác lập tại Công ước Liên Hiệp Quốc về luật Biến năm 1982 và lợi ích, trách nhiệm chung của các nước và cộng đồng trên toàn thế giới. Các bạn có suy nghĩ gì về những diễn biến trên? Hãy để lại ý kiến của các bạn ở dưới phần bình luận. Bản tin của kênh Sóng TV đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.